Sisto là website thương mại điện tử bán hàng trực tuyến của công ty Sisto Việt Nam, chuyên cung cấp dòng sản phẩm phân bón và dịch vụ chăm sóc cây trồng, tạo sự thuận lợi cho thành viên khi tham gia với tiêu chí 5-0. Không mất phí khi tham gia, không cần kho bãi, không cần cửa hàng to, không cần nhiều vốn, không cần lo lắng về chuyên môn kỹ thuật sản phẩm. Cơ hội dành cho những ai yêu thích và mong muốn mở cửa hàng kinh doanh riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, độ tuổi từ 25 cho đến 40, tốt nghiệp các chuyên ngành về nông nghiệp, là người địa phương, có nhà cửa ổn định tại khu vực sẽ kinh doanh, biết sử dụng máy vi tính, điện thoại thông minh, sử dụng được Internet và mạng xã hội như website, Facebook, Zalo, quyền lợi khi trở thành đại lý thành viên, tự chủ về thời gian và mang lại nguồn thu nhập cao, được hưởng mức chiết khấu hấp dẫn, được hỗ trợ đào tạo một cách bài bản về thông tin sản phẩm, kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, được hỗ trợ quảng cáo và giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội, được hỗ trợ các chương trình khuyến mãi bán hàng thường xuyên, có đội ngũ nhân viên hỗ trợ sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi. Sisto Etos luôn hy vọng đồng hành cùng các anh chị, cùng nhau tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Không chần chờ gì nữa mà không trở thành đại lý thành viên của chúng tôi ngay bây giờ. Liên hệ tại sistovietnam.vn/đăng ký đại lý thành viên hoặc hotline 028 22 297 399. Sisto Việt Nam mang đến chất lượng và sự tận tâm.